Xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình là Công Huấn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới, đó là chiếc BMB CS450. Đây là một chiếc loa BMB nhái. Đây là mặt trước của nó. Các bạn quan sát kỹ. Mình sẽ quay đằng sau. Đây là mặt sau của loa. Đây là loa nhái. Nếu như ai mà chưa va về đôi này thì khó mà phân biệt được nhái hay không nhái. Các bạn quan sát kỹ cái tem chỗ này, nó có những cái vệt vàng, người ta cố ý làm giả bãi, nó không được sắc nét, nhìn tinh ý là biết là đồ làm nhái. Và bây giờ mình xin phép được tháo bên trong loa ra các bạn theo dõi. Đây là e-căng bằng sắt. Mặt trước của loa, các bạn để ý, cái tép này nhìn nó dại lắm. Nó nếu không như cái đằng hàng xịn thì nó sẽ là hơi vàng vàng, còn cái này nó sẽ là đen thui. Cấu tạo của loa gồm một bát 250mm và hai tép giấy như các bạn đã quan sát trước mặt loa đây. Chữ BMB. Mình sẽ đặt đằng sau rồi các bạn. Đây là bát. Cực âm, cực dương này. Những dòng họ đã làm nhái nên họ vẫn làm từ kép. Các bạn để ý, từ kép. Đó. Bên trong. Đây là hàng nhái. Nhìn độ sắc nét là không có. Mình sẽ đặt test cho các bạn ý. Đó. Tép là từ kép, thì nó làm nhái theo mọi cái. Theo là nhái như các bạn nhìn này, keo hoặc bôi nó không gọn. Rất là nòe nòẹt. Hơi động tí là nong cái dây rồi. Đây là một cái tép bên trái của loa. Cái tép này chả có chữ luôn. Đồ làm nhái. Chả có chữ. Bên trong loa, các bạn để ý, trong thùng loa, cái này là không có bông thủy tinh mà lại sẽ là các cái tấm vải.
đây 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 túi hai túi bông thủy tinh, có bông thủy tinh đây, túi bông thủy tinh bên đây, túi đen đựng bông thủy tinh, đây là mốc rồi. Cái loa này là giả bãi nhưng đã dùng rồi, nên ai mà mua cái này mà không tinh ý gặp những đôi này là dễ bị lừa. Đây là trong phân tần, bạn quan sát có phân tần đấy. Dây nó chỉ đỏ và đen tất cả các loại, nó không có thay đổi cái màu sắc do như cái loa xịn nó sẽ nhiều màu dây khác nhau. Động tí tuột luôn nào. Các bạn quan sát kỹ, mình quay lại cho các bạn để ý. Loa này là một trong những cặp loa mà cũng tương đối nhái nhiều, mà bây giờ thường là đang quát khoảng tầm 3,5 triệu một đôi. Đấy là đồ nhái con này. Có con này mà xịn thì đắt, từ 7-8 triệu trở lên, tùy độ đẹp. Đôi này chỉ giá trị khoảng 2 triệu chứ không hơn được. Các bạn có chủ mua về chơi nghe tạm cũng không sao, mỗi tội là nó đồ nhái, nó ăn nguồn nên bật âm đi phải bật to hơn các dòng xịn, tiếng nó không được sáng, bí tiếng hơn. Bạn để ý kỹ, mình làm video nên cho các bạn chưa vào âm thanh thì có cái cơ sở này để mà so sánh, đỡ phải mua về hàng nhái. Nếu các bạn mà thấy cái video này của mình là có ích cho các bạn, xin các bạn hãy ủng hộ kênh bằng đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video mình làm. Xin chào.